nối mạng xã hội bình yên cho mỗi gia đình là mô hình công an tỉnh Đắk Lắk đang triển khai với nhiều kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa, chia sẻ thêm thông tin hình ảnh cộng đồng và trách nhiệm của toàn thể xã hội trong việc chung tay bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì bình yên cho mỗi gia đình. Qua một thời gian thí điểm, những kết quả bước đầu của mô hình này đã được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận đánh giá cao. Bắt đầu từ Công an huyện Chư Mờ Ga, tháng 6 năm 2019, sau khi có ý tưởng, trưởng Công an huyện cùng tập thể lãnh đạo đơn vị đã tích cực tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc của huyện Chư Mờ Ga, chỉ đạo hai thị trấn Quảng Phú và Epoc vào cuộc tuyên truyền vận động nhân dân, các cơ quan đơn vị trường học hưởng ứng lắp đặt hệ thống camera an ninh và kết nối các Zalo nhóm do công an lập ra để góp phần chia sẻ thông tin, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đến đầu tháng 2 năm 2020, trên địa bàn huyện Chư Mờ Ga, ở những khu trung tâm của các xã, thị trấn đã nhân rộng việc lắp đặt camera an ninh. Riêng ở thị trấn Quảng Phú, có 290 cơ quan, đơn vị trường học và gia đình lắp đặt gần 1.000 camera. Trong đó có 400 camera kiểm soát 55 trên 77 tuyến đường của thị trấn. Còn ở thị trấn Epoc, có 115 điểm với 361 camera. Công an huyện cũng đồng thời chỉ đạo công an hai thị trấn này tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân, tham gia kết nối, tương tác với các Zalo nhóm cùng lực lượng công an. Các trang Zalo official account của đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, đội cảnh sát giao thông trật tự, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ và công an hai thị trấn của huyện Chư Mờ Ga đã tạo điều kiện cho người dân dễ dàng đăng nhập, truy nhập vào các vấn đề đáng quan tâm về thủ tục hành chính như làm chứng minh nhân dân, đăng ký nhân hộ khẩu, quản lý cư trú, thủ tục tư pháp, hộ tịch, các quy định về phòng cháy chữa cháy, vân vân. Công an hai thị trấn Quảng Phú và Epoc cũng đã thu thập được 1.444 số điện thoại của các hộ dân có đăng ký ứng dụng Zalo. Riêng ở thị trấn Epoc, người dân 16 thôn buôn, tổ dân phố đã thành lập 11 nhóm Zalo. Qua các camera an ninh kết nối với Zalo, giữa người dân và cán bộ công an đã nhanh chóng dễ dàng tương tác, cung cấp, trao đổi, chia sẻ với nhau rất nhiều thông tin, hình ảnh, bài viết hữu ích về bảo vệ an ninh trật tự và phát hiện phòng ngừa vi phạm, điều tra, truy bắt xử lý tội phạm kịp thời. Bước đầu cho thấy, mô hình này đã góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, hành vi ứng xử văn hóa nơi công cộng cho người dân trên địa bàn. Địa bàn huyện Chư Mờ Ga là địa bàn có dân số đứng thứ 3 cho toàn tỉnh và có 189 thôn buôn tổ dân phố với nhiều thành phần dân tộc và địa bàn đi lại phức tạp. Những nơi ở xa nhất cách trung tâm huyện khoảng hơn 60 cây số. Xuất phát từ cái việc tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính và góp phần vào việc phòng chống đấu tranh đối với loại tội phạm. Thì thời gian vừa qua, Công an huyện Chư Mờ Ga đã triển khai thí điểm việc thành lập trang Zalo để giúp nhân dân tiến hành các thủ tục hành chính một cách thuận lợi, ví dụ như cấp chứng minh nhân dân hoặc là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đồng thời là đây là một cái kênh thông tin để cho người dân có thể cung cấp những thông tin giúp cho lực lượng công an điều tra phá các cái vụ án trên địa bàn huyện. Thời gian qua thì việc triển khai thí điểm cái trang Zalo này đã góp phần rất tích cực trong công tác phòng ngừa đấu tranh đối tội phạm. Nhiều thông tin vụ việc của người dân cung cấp cho cơ quan công an đã được chúng tôi phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật. Trước đây làm chứng minh nhân dân thì người dân phải trực tiếp đến công an huyện để nộp hồ sơ. Nộp hồ sơ thì đầu tiên phải bốc số thứ tự, sau đó vào kiểm tra hồ sơ, lăn tay, chụp hình, nhận dạng. Tuy nhiên thì có những trường hợp nhân dân đến thì hồ sơ không hợp lệ thì người dân phải quay về để bổ sung. Như vậy thì rất mất thời gian và công sức đi lại của nhân dân. Nhờ cái Zalo công an huyện Chư Mờ Ga và Zalo của đội cảnh sát quản lý hành chính chúng tôi thì nhân dân đã tiết kiệm được công sức đi lại, thời gian. Chúng tôi trực tiếp tương tác với công dân, tức là công dân sẽ gửi cái đơn đề nghị cấp cho nhân dân đã được công an xã, phường, thị trấn xác nhận và gửi ảnh chụp cái hộ khẩu cho chúng tôi kiểm tra. Chúng tôi sau khi kiểm tra sẽ xác nhận hồ sơ hợp lệ và cho công dân một cái lịch hẹn là chính xác là số thứ tự bao nhiêu và mấy giờ ngày nào. Công dân đồng ý lịch hẹn đó thì chúng tôi sẽ có cán bộ tiếp nhận để làm giải quyết cho hồ sơ cho công dân rất nhanh gọn. Thường nó khoảng chỉ có từ 15 đến 20 phút là xong một trường hợp cho công dân. Tất nhiên là sẽ giúp công dân không phải đi lại nhiều lần.
Dạ, từ nhà em vào huyện cắt cỡ 20 cây. Mỗi lần đi làm chứng minh em phải đi qua 2-3 lần. Vừa qua thì em thấy cái việc làm chứng minh nhân dân qua Zalo được các anh công an hướng dẫn thì cũng dễ đi lại hơn, chỉ cần qua một lần thôi là được. Khi đăng ký trên Zalo, em chỉ cần làm chứng minh, em chỉ cần trao đổi qua điện thoại, giấy tờ thủ tục cần thiết cùng trao đổi qua Zalo xong rồi qua đây chỉ làm một lần là được. Nhờ như vậy mà em không phải đi lại nhiều lần. Em thấy việc làm này của công an huyện rất thuận lợi cho người dân rất nhiều. Từ những kết quả bước đầu ở công an huyện Chư Mờ Ga, đến đầu tháng 3 năm 2020, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã ký kế hoạch số 55 về xây dựng và triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng, quyết liệt chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh đồng loạt thí điểm thực hiện mô hình kết nối mạng xã hội bình yên cho mỗi gia đình. Sau một tháng rưỡi triển khai, tính đến ngày 19 tháng 4 năm 2020, toàn công an tỉnh đã có 102 trang Zalo được xác thực, với 35.740 lượt người quan tâm, theo dõi, đã đăng tải 2.064 bài viết với 552.475 lượt xem. Hiện cảnh sát khu vực, công an viên phụ trách địa bàn của công an các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Chư Mờ Ga, thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và huyện Cơ Rông Búc đã lập 373 nhóm Zalo thôn buôn tổ dân phố. Trong đó, Công an thành phố Buôn Ma Thuột là đơn vị thứ hai, sau Công an huyện Chư Mờ Ga đã nhanh chóng triển khai đồng loạt mô hình kết nối mạng xã hội bình yên cho mỗi gia đình trên các phường. Công an phường Tân An là đơn vị đầu tiên của thành phố Buôn Ma Thuột đã tích cực tham mưu Ủy ban Nhân dân phường xây dựng, tổ chức ra mắt trang Zalo Ủy ban Nhân dân phường Tân An. Trang này được thiết kế đơn giản, giúp người dân dễ đăng nhập, hiện đang triển khai trong các cơ quan, đơn vị, trường học và nhân dân trên địa bàn phường để tuyên truyền phổ biến pháp luật, góp phần cải cách thủ tục hành chính, chia sẻ tương tác những thông tin phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự qua Zalo. Đến nay, số lượng tin bài được đăng tải chia sẻ trên các trang Zalo, nhóm Zalo của lực lượng công an trong tỉnh Đắk Lắk đang tăng dần lên với nhiều chủ đề phong phú, nhiều thông tin rất hữu ích cho sự bình yên của mỗi gia đình và cộng đồng. Trong đó có nhiều tin bài thu hút từ 4.000 đến hơn 14.000 lượt người xem. Qua đó, lực lượng công an cơ sở cũng đã kịp thời tiếp nhận, xử lý hàng trăm tin báo và nhiều hình ảnh liên quan đến tình hình an ninh trật tự như tín dụng đen, trộm cắp, đánh bạc, tai nạn giao thông, gây rối trật tự công cộng, tin nhắn lừa đảo, tán phát thông tin sai sự thật, tìm người đi lạc, phòng chống dịch COVID-19. Lực lượng công an cũng đã hướng dẫn trả lời những câu hỏi của các công dân, tổ chức, đơn vị qua Zalo. Với những kết quả bước đầu đó, vừa qua, lãnh đạo Bộ Công an đã ghi nhận, đánh giá cao và chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình kết nối mạng xã hội bình yên cho mỗi gia đình ngày càng sâu rộng, sáng tạo, chất lượng hơn nữa, để toàn dân được tham gia góp sức nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh trật tự trên không gian mạng. Các bài viết liên quan đến tình hình an ninh chính trị trật tự